3 tiếng lạc trong siêu thị toàn những đồ khổng lồ thì sẽ như thế nào? Phần 1. Thề luôn mà tôi đi liên tục 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa khám phá được hết đồ ở đây. Vô siêu thị chơi thích nhất là vô cái quầy đồ tươi này nè. Thịt bò, thịt heo, hải sản người ta sắp đều nhìn đã có mắt lắm. Này mọi người mua về mọi người làm sashimi ăn cũng khá là ok á. Còn cái này là tôm gì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà người ta lột sẵn, với lại cái này thì là tôm hùm nè. Tôm hùm đông lạnh mà ăn vẫn rất là ngon nha, cái này tôi thử qua rồi. Có luôn cả cua xịn sò mà giá rẻ bèo nhèo à. Ví dụ mà mình không có tiền ăn cua nguyên con á thì mình ăn cái cạn cua thôi cũng mãn nguyện, giá là 30 đô. Người ta còn có thêm cái quầy để đồ ăn chế biến sẵn nữa. Khu vực thứ hai cũng hấp dẫn không kém, đó chính là mấy cái hộp đồ ăn liền. Cái này phải nói là siêu tiện lợi luôn. Có cà ri, bò kho, gà hầm, rồi hải sản được chế biến với sốt. Xúc xích và phô mai cũng là hai món không thể thiếu trong đồ ăn phương Tây nha. Có rất là nhiều loại lựa muốn lé con mắt luôn. Khu vực thứ ba thì vẫn sẽ là đồ ăn đóng hộp, nhưng mà chủ yếu là về fast food. Đặc biệt là gà với pizza là chiếm hết các tủ luôn. Mấy cái món này mọi người mua về chỉ cần bỏ vô lò nướng là xong. Khu vực thứ tư sẽ là các loại bánh ngọt. Có bánh bông lan, cupcake, muffin rồi bánh quy nữa. Nói chung là rất là rẻ mà lại còn nhiều nữa. Bánh được làm trực tiếp ra lò trong siêu thị luôn, cho nên rất là chất lượng. Đặc biệt là cái hộp bánh croissant này có mấy đô thôi mà ăn rất là ngon luôn. Mấy cái hộp bánh này mọi người có thể đem về Việt Nam luôn, cho nên là lần trước tôi cũng mua về làm quà tặng á. Bông lan sô cô la chuối nè. Ôi trời ơi, đúng bự luôn, đã ghê á. Ở đây cũng có làm bánh kem, còn có cả bông lan trứng muối luôn á nha. Có mấy loại bánh ăn chơi chơi chán miệng thì có tiramisu, macaron với lại cái bánh flan trứng cháy này ăn phải nói là đỉnh cao luôn, 10 điểm. Và còn một món đồ ngọt không thể thiếu đó chính là kem lạnh. Cái trên mấy cái đồ ăn ở bên đây thì nhìn phải nói là đẹp với lại bắt mắt cực kỳ. Nhất là mấy cái hộp kem á, cho nên là nhìn cái nào cũng muốn mua hết trơn. Trứng thì sẽ có một cái nhà nhỏ riêng cho mọi người vào trong mua. Kế bên cái nhà nhỏ thứ nhất thì cái nhà nhỏ thứ hai sẽ là trái cây. Cái phòng ở bên đây là giống như nhà băng vậy, nó lạnh lắm. Chắc là để giữ độ tươi cho trái cây ấy, cho nên là nhìn trái nào cũng rất là đẹp. Cũng còn rất là nhiều món đồ hay ho nữa, nhưng mà video cũng dài rồi, cho nên là hẹn mọi người ở phần 2 nha. Bye bye.